Rồi, thầy bắt đầu nha. Các em có thể lấy cái file quy định, cái file nội dung nếu như nó là cái course overview á, lấy cái file nó về. Thì cái file này đúng ra thì thầy sẽ chuyển cho các em từ hồi hồi đầu, nhưng mà để có một số cái nội dung mình cần làm lại một tí, cho nên là nó sẽ thầy đưa các em hơi trễ xíu, chủ yếu thì các em tập trung vào cái phần mấy cái objective ở đây á, thì các em đọc ha, thì nó có bốn cái phần. Thứ nhất á, là những cái cơ bản về Python, thì những cái này chúng ta lướt qua thôi ha. Chúng ta biết là nó là một cái ngôn ngữ, một cái xu thế hiện nay. Rồi những cái vấn đề thứ hai là về những kiến thức cơ bản về lập trình, gọi là lập trình Python căn bản. Thì cái phần đó chúng ta đã đi qua được gần như là hết cái đoạn đường đó rồi, về các cái khóa học trên Codecademy đó, thì coi như những kiến thức cơ bản về Python là các em nắm. Cái thứ ba là chúng ta sẽ có những cái một số cái kiến thức về những cái thư viện của bên thứ ba mà người ta xây dựng trên Python, thì cái này nó có rất là nhiều và có thể nói là thượng vàng hạ cám luôn, nhưng mà có những cái thư viện rất là mạnh, rất là hữu ích của những cái tổ chức lớn họ làm, và họ hỗ trợ cho những cái mảng lập trình, ví dụ như là về bên xử lý ảnh, rồi về bên nhận dạng, rồi về bên khai gọi là phân tích dữ liệu, đặc biệt là big data, phân tích dữ liệu lớn đó, thì họ cũng có những cái thư viện. Thì cái phần tiếp theo đây thì chúng ta sẽ làm về cái phần thư viện này, và cái project cuối kỳ của các em cũng sẽ focus vào cái phần này. Còn cái kiểm tra giữa kỳ á thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần basic knowledge, tức là những cái kiến thức cơ bản, những kiến thức mà căn bản nhất về ngôn ngữ lập trình Python thôi. Còn cái phần thứ tư là về kỹ năng, nghĩa là các em phải sử dụng được cái ngôn ngữ Python, các em làm cái học cách nào đó các em sử dụng được các cái thư viện mà người ta cung cấp sẵn của bên thứ ba, hoặc là có thể là chúng ta tự tạo ra những cái thư viện của chúng ta, và chúng ta có thể sử dụng những cái đó để chúng ta xây dựng một cái ứng dụng thực tế, nó phục vụ cho một cái công việc, một cái lĩnh vực gì đó ha, hoặc là mình demo cho những cái tính năng của cái thư viện đó, ít nhất là ở mức độ như vậy. Rồi những cái môn học trước thì cái phần này thầy lướt qua ha. Duration thì cái này á, là nó hơi cũ rồi, thời gian này là cái dự kiến lúc đầu, cho nên là bây giờ nó thay đổi rồi, chúng ta có thể kéo tới tháng 7. Thì như thầy nói á, là cái lịch của mình đó là nó có tới mấy cái lịch lần. Một cái lịch là dự kiến ban đầu từ trước khi mà có dịch á, là chúng ta có cái lịch từ ngày 10 tháng 2 chúng ta đi học. Rồi sau đó đó là học online, rồi chúng ta lại có cái lịch vào tháng 4. Rồi sắp tới đây là chúng ta lại có cái lịch bắt đầu học vào tháng 5 nữa, nhưng mà không thể trễ nữa, cho nên nhà trường cũng đã chốt cái thời điểm là hoàn tất môn học là vào khoảng giữa tháng 7. Tuy nhiên cái môn này mình học, và như các em biết là chương trình nó tính theo cái tiến độ của từng tuần, mà nội dung các công việc mà các em đã làm việc á, thì là mình đã ở tuần thứ 7 rồi, tức là nửa đường rồi, cho nên là mình cứ đi theo cái tiến độ đó thôi. Khi nào mà xong mình kết thúc sớm thì mình có thể là đánh giá kết thúc môn học sớm để mình dành thời gian cho những môn khác, hoặc là nếu các em có cần thêm thời gian mà cái quỹ thời gian nó còn, mình muốn làm cái project cuối kỳ cho nó hoàn thiện hơn, thì chúng ta vẫn còn cái quỹ thời gian, thì thầy cũng có thể sẵn sàng dành cái thời gian đó để cho các em làm thêm. Nó tùy theo tình hình, đa số chúng ta thỏa thuận với nhau thôi, nhưng mà kiểu gì kiểu thì nó cũng không có vượt quá được cái tiến độ chung của nhà trường mà theo thông báo mà các em đã biết rồi ha. Còn về nội dung thì những cái phần này các em thấy là những cái phần cơ bản là coi như là mình đi qua gần hết rồi, chỉ còn cái phần phía sau là những cái topic, advanced topics với lại các cái library thôi. Thì chúng ta sẽ những cái phần tuần còn lại đó, chúng ta sẽ đi về những cái chương 8, chương 9, có một số cái vấn đề liên quan nữa thầy sẽ có thể triển khai thêm, hoặc là thầy giới thiệu thêm một số cái nội dung cho các em, và các em cũng sẽ dựa trên cái cơ sở những cái phần đó để chúng ta bắt tay vào chúng ta làm luôn cái project cuối kỳ. Thì dự kiến là nếu như theo cái tiến độ offline đó thì tuần hơn cũng khoảng tuần thứ 8 đến tuần thứ 10 á, là thầy đã cho các em chọn cái đề tài, thì chúng ta đang ở hết tuần thứ 7 tính theo cái tiến độ học của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta bắt tay và chúng ta tìm hiểu, chuẩn bị mọi thứ, rồi chúng ta chọn đề tài lựa tới lựa lui, nhiều khi mình còn thầy có cho thời gian các em đổi nữa, thì chắc trong vòng khoảng 2 tuần sắp tới là các em sẽ chốt tìm thầy cái đề tài cuối kỳ để chúng ta làm.
Tuy nhiên mình phải đi một vòng, mình coi coi cái gì mình có thể làm được, cái gì nó vừa sức với mình, rồi mình chọn cái thư viện đó rồi thì mình cũng phải coi cái ứng dụng mình làm là cái gì để các em đề xuất, và thầy sẽ góp ý thêm cho các nhóm khi mà các em đề xuất. Thì khi các em đề xuất đó, thì các em cứ điền vào trong cái file bên này cho thầy. Cái file bên này nó có cái tên project cuối kỳ nè, thì các em ghi vào đây, ví dụ như tên là tìm hiểu thư viện TensorFlow và xây dựng ứng dụng hay là xây dựng chương trình làm cái gì đó, thì các em cứ ghi vào đây. Cái tên của project cuối kỳ nó gồm có hai phần ha. Phần thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu một cái thư viện nào đấy, và thứ hai là mình sẽ dùng cái thư viện đó để mình xây dựng cái ứng dụng làm việc gì đó, thì các em ghi vào đây ha. Khi mà nhóm có ý tưởng hoặc thảo luận với nhau rồi, các em ghi vào đây. Thì tuần sau lễ vào kiểm tra giữa kỳ xong, thầy sẽ cho các em làm giống như một cái bản thuyết minh, mình viết mô tả ngắn gọn về những cái mà mình dự định mình làm. Rồi thầy sẽ dựa trên cái bản đó các em nộp đó, thầy sẽ góp ý thêm cho các em là nên làm sửa đổi như thế nào, có thêm bớt gì hay không, quy mô nó có vừa phải hay không, thì cái phần đó thầy sẽ yêu cầu cụ thể sau nha. Nhưng mà các em có cái ý tưởng các em muốn làm gì đó thì trong vòng 2 tuần sắp tới các em điền vào trong cái danh sách này cho thầy, nó có một cái cột trống sẵn cho các em rồi, các em điền vào đây nha. Rồi về thực hành thì những cái phần này thì chúng ta chủ yếu là chúng ta có thể làm bằng bất cứ một cái trình soạn thảo văn bản nào mà có cài Python vào rồi nó hỗ trợ mình trong cái trình dịch Python. Thì bữa rồi mình làm trực tiếp trên Codecademy thì các em thấy là mình cũng có trực tiếp trên đó, nó cũng có trình dịch trên đó, và nó cũng 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 các em có thể dùng Notepad cộng cộng cũng được, hay là bất cứ một cái nào ha, Supply Test thì nó cũng là tương tự như vậy thôi. Rồi bài tập thì chúng ta cũng có những cái bài tập trên Codecademy, những bài tập thầy giao riêng. Về đánh giá thì đó, như thầy nói là nó có 2 phần thôi. Thì quá trình của chúng ta đó là bữa giờ các em nộp bài tập hàng tuần thì nó cũng cũng đã khá nhiều rồi. Thì cái thời gian sắp tới đó, cái bài tập hàng tuần của cá nhân và nhóm có thể nó sẽ ít đi. À, thầy sẽ giảm đi, tại vì các em sẽ bắt tay vào các em làm cái project rồi thì vẫn có nộp, có thể là yêu cầu nộp hàng tuần đấy, nhưng mà các em sẽ nộp cái sản phẩm chính là cái project của các em luôn, thì cái đó nó cũng sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa để đánh giá cái điểm quá trình. Nhưng mà cái phần mà cơ bản chúng ta nộp từ bữa giờ với lại cái bài kiểm tra ha, một cái bài gọi là kiểm tra thực hành, thì chúng ta sẽ dự kiến làm vào cái tuần sau lễ đó. Thì các em coi tuần sau là mình là ngày bao nhiêu, tuần này mình đang là 25 nè, tuần sau lễ 2 tây mình nghỉ nè, như là cái tuần hòa dự kiến vào khoảng 9 á, ngày 9 á là chúng ta sẽ có cái bài kiểm tra giữa kỳ. Thì nội dung thầy nhắc lại là nó là những cái nội dung mà chúng ta đã học trên Codecademy, căn bản về ngôn ngữ lập trình Python. À, thầy có thể cho những cái bài tập giống như trong cái phần bài tập mà các em nó thấy trên cái file trên này, nó có cái hôm trước thầy có yêu cầu các em làm cái bài tập tổng hợp ở đây nè, đó, bài tập lập trình Python căn bản gì chỗ này nè. Thì viết những cái chương trình đơn giản kiểu như vậy thôi, nó giống như các em kiểm tra ha, có thể nói là giống như kiểm tra mà nhập môn lập trình vậy đó. À, nhập môn lập trình thì xưa mình viết bằng C, C cũng cộng, thì ở đây thì cái bài kiểm tra đó nó cũng là những cái câu nhỏ nhỏ mà chúng ta sẽ viết bằng ngôn ngữ lập trình Python đó. Thì đó là cái nội dung về kiểm tra giữa kỳ chúng ta dự kiến sẽ làm trong 2 tuần tới ha, là tính một cái tỷ trọng điểm quá trình kết hợp với lại những cái điểm bài tập hàng tuần nữa, thầy đánh giá cả bài tập cá nhân và bài tập nhóm nữa. Về cuối kỳ thì chúng ta có 50%. Từ từ đi em, để thầy nói xong cái đã, rồi lát nữa thầy trả lời ha. Cái cuối kỳ đó thì chúng ta đánh giá 50%, và chúng ta cũng sẽ làm theo nhóm. Và cái nhóm các em đã đăng ký thì cái nhóm các em đăng ký gần như bây giờ đã cố định là có 21 nhóm, chúng ta không thay đổi nữa nha. Mình sẽ có thời gian đánh giá thì gần như chắc chắn mình sẽ đi học lại rồi, chứ không thể nào mà mình online nguyên cả hết một kỳ. Cho nên là cái thời gian đó nó sẽ là tùy theo hình thức thôi. Có thể là thầy sẽ cho các em trình bày, soạn slide PowerPoint trình bày ha, và hỏi đáp, có nghĩa là thầy sẽ hỏi trực tiếp các thành viên. Thầy sẽ yêu cầu khi mà nộp cái báo cáo trước cho thầy đó thì trong đó trình bày rõ ràng những cái vấn đề mình tìm hiểu, phân công công việc ai làm cái phần nào, chịu trách nhiệm gì đó. Thì khi mà hỏi thì thầy sẽ hỏi riêng từng người về từng cái nội dung đó để đánh giá, còn báo cáo thì các em có thể tự phân công trình bày. Còn trong trường hợp mà thí dụ như xấu nhất mà chúng ta không thể mà đi học
được offline đó, thì thầy cũng sẽ có cái cách để yêu cầu các em làm. Ví dụ như các em làm xong cái chương trình của các em rồi thì các em cũng phải tự quay, tự làm một cái video clip có giới hạn thời gian, ví dụ như là bao nhiêu phút đấy, rồi thành các thành viên của nhóm cũng trình bày về những cái nội dung mình tìm hiểu được, rồi giới thiệu về cái chương trình của mình nó có những tính năng gì mình chạy thử cho thầy xem, làm một cái video như vậy để cho thầy xem trước. Rồi khi mà thầy sẽ hẹn lịch đánh giá, thể là qua Zoom hay là qua một cái công cụ trực tuyến nào đó, và chúng ta vẫn sẽ có cái phần hỏi đáp. Có nghĩa là đánh giá là sẽ đánh giá trực tiếp chứ không có đánh giá trên sản phẩm không đơn thuần, và các thành viên trong nhóm cũng có điểm khác nhau, có thể có điểm khác nhau chứ không nhất thiết là cùng một nhóm là điểm là như nhau. Thì cái đó là cái phần đánh giá project cuối kỳ. Thì là một số cái nội dung mà còn về cái ứng dụng mà các em muốn làm về cái gì, hoặc là cái thư viện các em chọn là gì, thì thầy hoàn toàn không có giới hạn gì cả. Nhưng mà thầy khuyến khích là chúng ta nên chọn những cái thư viện nào mà nó có nhiều người dùng, hoặc là cái lĩnh vực ứng dụng của nó là tương đối rõ ràng tí xíu để mình sử dụng. Và đương nhiên là các em cũng cũng cân nhắc là xem coi cái thư viện nó mạnh như vậy đó, nó hỗ trợ mình nhiều cái tính năng như vậy đó, nhưng mà liệu là cái ứng dụng đó nó có lớn quá không, nó có phức tạp quá, mình làm nó khó quá, mình có làm nổi hay không, thì cũng có cân nhắc. Em cân nhắc một lần, em thảo luận với thành viên trong nhóm em chọn rồi thì gửi lên cho thầy, thì thầy sẽ góp ý lại, thầy xem xét và thầy góp ý lại lần nữa. Và khi mà mình đã đồng nhất cái thống nhất cái đó rồi, mình chốt rồi, thì mình sẽ làm trên cái mà mình đã lựa chọn ha. Thì đó là cái phần cuối kỳ, các em làm theo nhóm ha, các em làm theo nhóm đó. Thì đó là một số cái nội dung mà nó liên quan đến phần đánh giá. Thì chắc là thầy sẽ dừng cái phần record lại, thì sau đó sẽ là cái phần hỏi đáp. Thì có những cái hỏi đáp gì liên quan thì thầy sẽ trả lời luôn ha.